Sáng nay, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại hội trường. Phiên họp này, nhiều vấn đề nóng trên địa bàn đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra bàn thảo. Trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách và đô thị, các đại biểu đã cho ý kiến một số vấn đề về việc thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố, trao đổi kịch bản tăng trưởng năm 2024, các động lực tăng trưởng hiện tại của thành phố và sự cần thiết có cơ chế chính sách đặc thù để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, tình hình thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và những giải pháp trong năm 2024. Ý kiến về ngành công nghiệp bán dẫn của thành phố và một số đề xuất cần quan tâm trong thời gian đến. Có nhiều dự án gặp phải những vướng mắc khó khăn trong cái triển khai tháo gỡ, thậm chí là bế tắc, phải chờ những cái quyết định từ Trung ương. Trong số 32 dự án được rà soát thì có 6 dự án đã có văn bản xin ý kiến cơ quan Trung ương nhưng chưa có văn bản phản hồi. 7 dự án thì đang tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, 14 dự án thì chỉ đang rà soát để tháo gỡ và mới chỉ có 2 trên 32 dự án là hoàn thành tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai. Đây là con số mà chúng ta phải tập trung nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo. Điều quan trọng ở đây tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta cần phải tiếp tục tháo gỡ những cái nút thắt về cải cách hành chính và đồng hành hơn nữa cùng các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, những quy định thuộc thẩm quyền của Trung ương hiện nay đang bị vướng một cách mạnh mẽ hơn để khơi thông các cái dòng vốn đầu tư mới và đầu tư mở rộng. Có thể nói rằng chúng ta có thể đưa ra một cái quyết tâm cụ thể ở đâu có dự án mới, ở đâu có dự án đầu tư mở rộng, có quy mô và tác động to lớn đến sự phát triển của thành phố, thì tôi nghĩ rằng ở đó cần có một cái sự đồng hành thiết thực của các cơ quan có liên quan với sự chỉ huy của một cái lãnh đạo của ủy ban, của lãnh đạo của thành phố, với một cái giao nhiệm vụ có trách nhiệm rõ ràng, có một cái thời gian và có một cái mục tiêu cụ thể để giúp cho cái dự án đó triển khai theo đúng tiến độ và đạt được cái mục tiêu của nhà đầu tư mà như chúng ta đã cam kết. Như chúng ta đã thấy là rõ ràng thành phố chúng ta hiện nay là quy mô nhỏ và cũng như các anh chúng ta đánh giá là cái tiềm năng kinh tế và cái cũng chúng ta bắt đầu là có những cái bước chậm lại thì cần phải có những động lực mới, cho nên đó là thành phố sẽ tập trung, cũng đã xác định và tập trung sẽ xây dựng các cái mũi nhọn mới và xây dựng các chính sách đột phá về cơ chế để báo cáo Trung ương cho phép nhằm tạo cho những động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thành những cái nhiệm vụ trọng tâm mà trong năm 2023 chúng ta đặt ra, tuy nhiên chúng ta chưa hoàn thành thì đến năm 2024 chúng ta sẽ phải tập trung buộc phải hoàn thành như phát triển về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, rồi thị trường khôi phục lại thị trường bất động sản cũng như là thị trường khách du lịch quốc tế và thị trường khách trong nước, tập trung và đưa vào hoạt động các khu công viên phần mềm số 2 cũng như là triển khai đầu kêu gọi đầu tư cảng Liên Chiểu, thì những cái nội dung đó hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái sức bật mới. Theo dõi chung thì chúng tôi cũng thấy là thành phố cũng đang gặp một số khó khăn nhất định trong phát triển cái ngành công nghiệp bán dẫn, nhất là về đào tạo nhân lực để phục vụ ngành cũng như là những cái chính sách để mà thành phố tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu này. Thế thì nhân cái kỳ họp này cũng qua một số cái nội dung trao đổi thì chúng tôi có cái đề xuất kiến nghị cũng mong thành phố được quan tâm trong thời gian tới như sau. Đó là sớm xây dựng chiến lược về phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cũng như phát triển nguồn nhân lực này trên thành phố chúng ta trong năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để mà qua đó chúng ta xác định lợi thế hiện có của thành phố để cụ thể các cơ chế chính sách khả thi nhằm thu hút ưu đãi đối với các nhà đầu tư, các tổ chức quan tâm về lĩnh vực khi đến với thành phố Đà Nẵng chúng ta. Và đồng thời trong cái việc mà triển khai như vậy thì cũng phải giao rõ nhiệm vụ cho các sở ngành để triển khai hiệu quả việc kết nối giữa các trường đại học có chuyên ngành đào tạo với doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực. Và qua đó chúng ta cũng phải có cái lộ trình, phải có thời gian cụ thể để hình thành liên minh các trường đại học trên địa bàn thành phố cùng tham gia đào tạo cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn này. Phát triển vi mạch bán dẫn thì đây không phải là một cái lĩnh vực mới đối với thành phố. Tuy nhiên, trước đây của thành phố của chúng ta đó, trong cái lĩnh vực đối với vi mạch bán dẫn thì đa số các cái doanh nghiệp của chúng ta là tiếp cận ở cái mức rằng là ở cái lớp, tức là lập trình FPGA thôi. Bây giờ là chúng ta tiếp cận rằng là đối với cái lĩnh vực trong cái giai đoạn ngắn hạn của chúng ta là tập trung vào đó là để phát triển đối với rằng là cái phần rằng là xây dựng cái việc thiết kế. Do vậy rằng là cái nguồn nhân lực là hết sức là quan trọng. Những cái công việc mà hiện nay đại biểu đang đề xuất đó thì chúng tôi
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo để thực hiện triển khai, trong đó đặc biệt làm việc với một số các cái trường đại học, năm các cái trường đại học, bao gồm là các cái trường đại học trên địa bàn thành phố để thiết lập một cái liên minh. Đồng thời cái công việc thứ hai mà rằng là trước mắt cần phải làm đó là xây dựng cái hạ tầng tính toán hiệu năng cao để làm sao để bảo đảm cho các trường, các cái lực lượng đào tạo, cái nguồn nhân lực được đào tạo á, khi xây dựng rằng là ở mức thiết kế thì có cái nơi để thực hiện cái việc rằng là mô phỏng, thực hiện cái việc kiểm thử để rằng chúng ta rút ngắn cái thời gian đó rằng là để xây dựng, để đưa ra sản phẩm. Các đại biểu cũng dành nhiều sự quan tâm đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, giải pháp thoát nước đô thị, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu cực đoan, tình trạng đậu đỗ xe ô tô tại các kiệt hẻm, tình trạng quảng cáo rau vặt, tình trạng vật nuôi thả rong và giải pháp. Hiện nay tình trạng vốn chờ thủ tục là có, nhiều dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2020-2021, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt dự án. Từ nhiều năm nay, Ủy ban thành phố đã nhận diện nhiều tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, nhưng thực tế không có chuyển biến đáng kể. Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban thành phố làm rõ mấu chốt của vấn đề, nguyên nhân từ đâu, khách quan hay là do tổ chức thực hiện hay là do sự né tránh đùn đẩy để có sự điều chỉnh phù hợp. Cái thực hiện vốn đầu tư công thì báo cáo chỉ là trong xuyên suốt trong các năm vừa qua thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã cố gắng nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, và trong năm 23 thậm chí là thường xuyên có rà soát đánh giá và hàng tháng đều có báo cáo ủy ban, thậm chí tiến độ của từng công trình và vướng mắc của từng công trình. Tuy nhiên như các đồng chí thấy trong cái phần mà đánh giá những hạn chế khó khăn thì quá trình triển khai thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư của chúng ta nó qua nhiều bước, từ chủ trương đầu tư xong rồi đến quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án. Và từng bước đó nó ảnh hưởng đến tiến độ của từng của chuẩn bị đầu tư. Do vậy thì qua quá trình rà soát và cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thì cái việc mà thực hiện thì có nơi có lúc còn nhiều vướng mắc, cho nên là chúng ta vẫn chưa đạt yêu cầu. Thì trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn cái nội dung này, và Sở Kế hoạch Đầu tư cũng sẽ rút kinh nghiệm và tham mưu tốt hơn cái nội dung này để chúng ta có thể tháo gỡ một phần những cái khó khăn vướng mắc. Cũng trong phiên thảo luận sáng nay về lĩnh vực văn hóa xã hội và pháp chế, đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề đảm bảo thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố, thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, quán triệt tinh thần áp dụng pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn vướng mắc hiện nay, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, dự báo tình hình tội phạm trong thời gian đến và giải pháp phòng chống.